Nếu bạn nào chưa biết máy lọc nước RO nhưng lắp nhầm đường nước thải và đường nước tinh khiết thì sẽ như thế nào, thì đây là video dành cho các bạn. Hầu như gia đình nào hiện giờ cũng trang bị cho mình một máy lọc nước và thường dùng, đó là máy lọc nước RO. Nhưng nếu lỡ nhầm đường nước thải và đường nước tinh khiết thì sẽ như thế nào? Đang ngủ mơ màng thì shipper gọi giao, tưởng đâu mình đặt hàng gì, ai dè, món quà. Để coi, đến từ dòng riêng Kiên Giang. Và bạn có điện cho mình rồi, thì đây biết là gì nữa, Tuấn này vô rồi. Bạn có nói với mình á là sẽ lấy một chai nước và nhờ mình test dùm xem như thế nào, sau cái mùi uống vô đó nó cảm giác nó khó chịu dữ lắm và cái màu nó vàng vàng thế này nè. Thì mình dự đoán với các bạn đó là đã lắp nhầm đường nước thải và đường nước tinh khiết, thì để xem như thế nào nha. Thì đây là một chai nước mình nhận được từ dòng riêng Kiên Giang, nước lấy ra từ máy lọc nước nhưng có gặp sự cố, và mình đã sử dụng hầu hết các thiết bị mình đang có, bút đo TDS để kiểm tra nồng độ chất rắn hòa tan, rồi bút đo độ pH hay thậm chí là thuốc thử pH để kiểm tra độ pH luôn. Và biết thành phần của nước này nè chứa gì trong đó, thì sẽ dùng một cái máy điện phân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra từng bước nha. Đây là một ly nước chúng ta dùng để test, các bạn thấy chưa, test không? Rồi rót vô nha, trời ơi quý lắm, từ Kiên Giang mà gửi cho mình một chai nước để test. Vậy thì các bạn nào mà ở gần đây nè, địa phận Chi Tôn đó, các bạn muốn kiểm tra nước trong máy lọc nước nhà mình đang sử dụng đó, thì đừng ngần ngại alo mình sẽ sẵn sàng lại test nước hoàn toàn miễn phí cho các bạn luôn. Gần địa bàn mình sẽ sống này, ở xa thì các bạn cũng có thể gửi cho mình một chai nước này, tiền ship có nhiêu tiền đâu. Rồi ở đây thì mình có chuẩn bị một ly nước máy nha, mở vừa đấy nè, gọt gọt để đối chứng. Rồi bây giờ này thì chúng ta sẽ kiểm tra cái chữ đây. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ kiểm tra nồng độ chất rắn hòa tan trong này như thế nào, và ở đây thì các bạn sử dụng một bút đo TDS giá rẻ lắm, các bạn bấm vào giỏ hàng sẽ có luôn, hầu như gia đình nào cũng nên trang bị một cái đi ha. Rồi mình kiểm tra này, đây là nước máy nhà mình nha, mình bấm hòn 249, số này cũng khá lớn và hiển nhiên nước máy là không hợp để uống. Bây giờ này bấm khởi động từ đầu nha, không không rồi nha, và cho vào ly nước từ dòng riền, bấm hòn để giữ. Các bạn nhìn kỹ đi, 622, gấp gần 3 lần nước máy. Mà cái này á thì theo mình biết bạn đó nói không phải là nước máy mà là nước lấy ra từ cái vòi của máy lọc nước RO nhà bạn. Trời ơi, đặc biệt hơn là các bạn nhìn thấy nè, ly mình sử dụng ly trong suốt nè, nhưng mà nó có màu vàng vàng và cái mùi á nó hăng hăng giống như là mùi rơm rạ gì đó, nó phân hủy mà ngộ đời. Đã qua màn lọc RO, trước khi qua RO thì chúng ta thấy rồi là có 3 lõi lọc thôi, nhưng mà sao cái mùi và cái màu nó vàng vàng. Ở đây thì chắc cũng 3-4 ngày mới tới nhà mình, tổ mình nè, mà nó vẫn còn cái màu như thế này, thì lúc mà các bạn đó rót ra khỏi từ cái máy lọc nước thì chắc nó vàng dữ lắm luôn, mà không dám uống, và gia đình đã ngưng sử dụng máy này là hợp lý. Rồi tiếp theo thì mình kiểm tra độ pH. Cái này thì mình kiểm tra cho bạn hết lòng hết ý thôi. Đây độ pH về không nha các bạn, nhưng mà cái máy này thì phải đưa lại gần đó. Và để cho nó hấp dẫn hơn thì mình sử dụng một loại không, đó là thuốc thử độ pH cho đẹp đẹp thôi. Ban đầu là một ly nước tạm gọi là trong suốt đi, mình cho vào đây khoảng 2-3 giọt vậy đó, 4 giọt đi. Đây là ly nước đến từ dòng riền, cũng màu xanh đẹp lắm chứ không. Và ở đây bạn thấy sao, ly nước máy đến từ Chi Tôn, độ pH thấp hơn đấy, nhưng mà hiển nhiên phải rồi, ở đây theo mình biết cái mùi rơm rạ nè, những cái vật dụng đang có trong này thì nó cũng góp phần làm tăng độ pH. Màu này cũng khá là đẹp đó, để hồi mình kiểm tra với ly nước sau khi đã nâng cấp của mình ha. Rồi thì đây là hai cái việc so sánh, một là độ pH và cái thứ hai là nồng độ chất rắn hòa tan. Thì ta thấy rằng nồng độ chất rắn hòa tan đang có trong ly nước
đã được lấy ra từ máy lọc nước RO, nhưng mà nghi rằng là đã nhầm giữa cái đường tinh khiết và đường nước thải. Chưa kể là nước máy vào trong cái máy lọc nước thì như thế nào, thì bạn không có gửi cho mình, gửi con chài, phải gửi hai chài đỡ quá. Bây giờ này, chúng ta sẽ tiến hành một cái thí nghiệm. Thí nghiệm này, nhiều bạn thích trên mạng dữ lắm. Đó là điện phân, xem là nó chứa cái gì trong đó. Và việc đầu tiên, đó là chúng ta sẽ sử dụng một ly nước tinh khiết, nước kiềm từ máy lọc nước nhà mình ha. Rồi, và bên đây là ly nước đến từ dòng riềng, cũng là từ máy lọc nước đấy các bạn. Đó. Và sử dụng một cái máy điện phân. Ở đây thì một bên là ly nước kiềm của nhà mình nha. Các bạn có thể dễ quan sát. Mượn cái tem này đi. Để khỏi phân bì. Nha. Rồi, bên đây là nước để chúng ta kiểm tra. Và hiển nhiên chúng ta phải sử dụng điện. Lưu ý các bạn nha, khi sử dụng điện thì chúng ta phải cẩn thận nha. An toàn là trên hết. Thí nghiệm này thì chúng ta làm khoảng tầm 1 phút được rồi, không cần làm nhiều hơn đâu. Bởi vì cái dụng cụ này khá là nhạy. Bây giờ này chúng ta đã làm xong nè, đã gắn điện vào thì kiểm tra nha. Đèn đã cháy đây các bạn. Các bạn thấy không? Chưa gì chân mà cái ly nước đến từ dòng riềng đã sôi ùng ục rồi đó. Bọt tùm lum hết. Còn bên đây, nước tinh khiết nên khả năng dẫn điện nó kém. Hầu như chúng ta chỉ thấy được một cái bọt khí nhỏ nhỏ thôi. Và các bạn thấy nãy giờ chúng ta nói chuyện chưa tới 10 giây. Chờ đợi làm phút cho các bạn. Bạn từ Kiên Giang mà sẵn sàng gửi cho mình để kiểm tra thì mình phải kiểm tra cho chi tiết rồi lên khói rồi. Bạn thôi. Rồi, đúng lên nha. Các bạn thấy nè, điện cực ở bên ly nước tinh khiết, nước kiềm nhà mình đó, gần như nó không có thay đổi, không có dơ gì cả. Còn bên đây, éo rồi, ôi, thì ghê. Rồi, cho bạn bên nè. Đầu tiên nhất, mình coi ly nước nè. Gần như không thay đổi nhiều đó, kể cả phía trên này các bạn, không có váng, không có cặn gì cả nha. Đây là ly nước được lấy từ máy lọc nước nhà mình sau khi đã sử dụng combo nâng cấp loại lọc, mà hình như nhớ không lầm là mình nâng cấp từ tháng 1 tới giờ đấy. Còn đây, chạm tay vô rất là nóng, rồi mình không dám làm thêm đâu, nó sẽ bị nứt cái ly đó, rất là nóng. Rồi các bạn nhìn ngang này, các bạn thấy này, rất là nhiều các cặn bám lơ lửng trong này đó, màu xanh đó, thì các bạn có thể tra và biết liền màu xanh này là cái gì. Đó là chứa rất nhiều các chất hữu cơ đó. Ở đây những cái mảng bám này nè, màu đen này nè, đó là chứa những cái kim loại nặng. Mà hiển nhiên kim loại nặng thì không phù hợp để uống nha. Và chưa kể thì ở đây này, các bạn nhìn kỹ hơn, chúng ta thấy những ván màu vàng nè, thì cái này là chứa sắt nha. Những kim loại nặng, sắt và những chất hữu cơ đang có trong chai nước này, hay nói cách khác là được lấy ra từ máy lọc nước mà mình nghi ngờ là đã lọc nhầm cái đường tinh khiết và đường nước thải, hoàn toàn chính xác. Vậy thì các bạn nhớ nha, nếu chúng ta không có rành về kỹ thuật thì khi mà nhà chúng ta muốn nâng cấp, muốn thay thế cái loại lọc, đặc biệt là loại RO, thì các bạn phải xem thật kỹ những cái hướng dẫn để làm sao đừng có nhầm nha. Và nếu có nhầm rồi thì sao, thì dừng ngay việc sử dụng lại, nhờ một cái chuyên viên kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Chứ không thôi, uống vào là khó lấy ra lắm nha. Và một lần nữa, nếu bạn nào cần test nước để kiểm tra nước sạch, nước tốt hay là nước chứa thành phần gì, thì đừng ngần ngại gửi cho mình nếu các bạn ở xa và đang ở khu vực gần nơi mình sống, thì mình sẽ đến test nước hoàn toàn miễn phí. Và các bạn có cần máy lọc nước hay combo nâng cấp loại lọc, thì cho dù gần hay xa, mình sẵn sàng hỗ trợ các bạn nha. Bây giờ, xin chào, bye bye.